hello anh em. Chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi rất vui gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat của Tuấn Cơm. Xin được thông báo các anh em là tôi đã quay trở lại ở đây. Nhá anh em nhá. Sau cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Một cái dịp nghỉ lễ mà phải nói là hơi bị dài hơi của tôi. Đấy, mặc dù là có một cái sự chuẩn bị trước. Video của tôi thì đã được chuẩn bị sẵn cho cái dịp nghỉ lễ, để dịp nghỉ lễ có thể phân chia ra để up lên. Nhưng mà hình như là đối với anh em thì nó chưa đủ. Rất nhiều anh em ca thán về cái việc là cái dịp nghỉ lễ thì lại không có video để xem. Đấy, rất là buồn. Thì tôi phải xin chia sẻ để anh em thông cảm. Làm thì làm hùng hục, làm quần quật cả năm rồi. Đấy, được mấy cái ngày nghỉ lễ mà nó dài hơi, tập trung vào để chăm lo, nâng cao hạnh phúc gia đình. Đấy. Rồi thì làm cho cái tình cảm vợ chồng, tình cảm con cái nó được nâng lên. Anh em nhá, chứ còn làm thì thực ra thì làm cả năm, tiền thì nó cũng kiếm được nhiều rồi, thừa tiền rồi. Thế nên là tiền mà không có chỗ tiêu thì nó cũng, nó để đấy thì nó cũng chả có cái tác dụng gì anh em ạ. Để đấy nó phí đi nhá. Đấy, thế là xin phép anh em được nghỉ mấy ngày để tiêu bớt tiền đi. Tiêu bớt tiền đi để có cái động lực mà cày tiền lại nhá anh em nhá. Đấy, thì bây giờ tôi lại bắt đầu trong những chuỗi ngày chúng ta lại tiếp tục cày tiền. Thế nên là anh em yên tâm là khi mà tôi đã comeback trở lại ấy, thì ngày nào anh em cũng sẽ có video clip để xem. Đấy là ít nhất nha anh em nhá, một video clip. Còn ấy, có thể là một ngày, có thể là hai hoặc ba. Mà nếu mà bốn thì sao nhờ? Mà rất có thể sẽ là năm. Tùy vào anh em nhá. Vẫn là tùy vào anh em thôi. Đấy. Vẫn là tùy vào anh em thôi nhá. Như tôi nói là vẫn là tùy vào anh em. Anh em mà đồng ý là hàng ngày ra clip hàng ngày. Đấy, tôi ra clip hàng ngày. Hàng ngày anh em có clip để xem thì anh em cho một like đi xem nào. Thử anh em thử cho một like đi nhá. Nếu mà anh em đồng ý với cả cái việc là hàng ngày có clip để xem. Đấy, anh em cho một like đi là biết ngay nhá. Nó dựa vào cái số like của anh em. Rồi anh em hãy đảm bảo là anh em like nhá, để có thể có clip ra hàng ngày. Được chưa? Anh em like chưa? Like nhá. Chuyện này chơi cái gì đây? Tôi chưa biết là chơi cái gì. Đồ này bây giờ ghép được cái bắn lan. Ghép được cái bắn lan cái cúp điên rồi. Chơi chuyện đánh tay. Chuyện này chuyện đánh tay rồi. Nếu mà chúng ta xem, chúng ta xem cái clip của tôi ấy. Anh em xem clip của tôi trong cái thời điểm mà tôi comeback này, tôi rất muốn là bắt đầu là chúng ta sẽ vào cái meta này luôn nhá. Vào cái meta mới sau update luôn. Đấy. Rồi, tôi sẽ mua con cây. Tôi sẽ cố gắng hướng tới một cái đội hình mà nó sẽ mạnh ở cái meta này cho anh em xem. Ui, đây được, ngon đấy. Được đấy, được đấy. Xem nào. Đây, được, có Berlin anh em ạ. Đây rồi, mặc dù là có cướp điên với là có mấy cái đồ đánh tay hai tia hai tiếc các thứ, nhưng mà con cây này nó ra thì tôi lại chuyển luôn nhá anh em nhá. Tôi lại quay xe luôn. Đấy, lấy Berlin luôn. Ưu thế từ đầu game anh em ạ. Lấy ưu thế đầu game. Rồi. Round này có lên up cấp lên không nhỉ? Thực ra tôi nghĩ là bốn con thì đủ mạnh rồi. Bốn con này có hai con 2 sao. Trong thời điểm đầu game thì nó cũng khá mạnh. Ôi mẹ ơi, nó bắt được cái con cây ở tôi ạ. Con cây chết đầu tiên mới cay. Rồi xong con orc nó lại búp đúng vào cái vị trí con cây. Thôi phí mất rồi. Thua không nhỉ? Chắc là không. Có 2 sao mà. Vẫn ăn được. Rồi ok, round sau là up cấp được rồi. Berserker à? Ghép bố cái Berlin rồi. Chơi cái con Berserker này. Thực ra ấy, tôi biết ở cái thời điểm hiện tại thì có rất nhiều anh em là thích tôi chơi con Berserker này. Cái trận này bây giờ lại ra Berserker sớm này. Mà tôi ghép đồ mất rồi anh em ạ. Cay nhở. Thực ra là có cái búa, có cái búa giữ, có thể là lấy cái búa xét được, hoặc là lấy cái hai tia cũng như là cướp điên từ rất là sớm ấy chứ. Nhưng mà
Gọi ra con cây trước anh em ạ, ra con cây trước thì tôi chốt đồ luôn. Bản thân tôi thì cũng rất là ít khi tôi chơi eco nên là tôi thường tôi hay chốt đồ sớm lắm. Mấy chuyện này chốt đồ sớm xong bây giờ lại ra berserker thì có chơi không nhỉ? Biết là các anh em là rất thích tôi chơi con này. Mới mà, mới thì bao giờ cũng thích. Đấy, ui giời ơi. Ra hai con này anh em này. Hai con. Thế thì nó đặt vào tay tôi chơi con này trong cái trận. Trận đấu này là đặt vào tay tôi cái con berserker này rồi. Hai con wing. Phải ra hai cặp 3 tiền nhá, hai cặp 3 tiền phải tận dụng. Đoạn này là không áp cấp vội, từ từ anh em ạ, phải tận dụng cái chỗ này. Tận dụng là nó đang cho những cái con 3 tiền. Những cái cặp 3 tiền vào giai đoạn đầu game nó quan trọng lắm nhá. 3 tiền là nó sẽ thay thế những cái cặp 2 tiền và những cái cặp 1 tiền. Đấy. Ví dụ như là cái round 1, round 2, round 3 này ra là cái cặp 1 tiền thì có thể là đánh được chuỗi thắng này. Sau đó đến các cái round khoảng round 5, round 6, round 7 chúng ta bắt đầu ra những cái cặp 2 tiền thì là phải chơi những cái con 2 tiền. Đấy, nhưng mà đến round 8, round 9, round 10 thì lại phải bắt đầu chơi bằng cái những cái cặp 3 tiền thì nó mới gọi là ổn giữ chuỗi được. Đấy rồi. Ở đây có một cái con mèo là chúng ta có thể tận dụng được luôn. Tận dụng được con mèo này. Để chơi ở đây là chúng ta có hai cặp ở đây, có thể chơi mèo được. Hai cặp đây là chơi mèo, cho mèo vào chơi luôn. Ok. Được. Đó. Thế này ngon hơn không? Ngon hơn đấy, ngon hơn đấy. Wing Ranger đầu game nó còn khỏe hơn đấy con berserker cơ anh em ạ. Tôi biết cái điều đấy. Wing Ranger này là nó tốc đánh nó nhanh. Nó bắn nó nhanh hơn mà đam nó to hơn. Đam to hơn mà bắn trưởng đam cũng to hơn. Đấy. Còn đây những cái con 3 tiền thường là những cái con nó sẽ gánh cho chúng ta giai đoạn giữa game, gánh rất nhiều luôn đấy. Gánh như kiểu con Fallen Witcher này hay là con gấu assassin này. Đấy, hay là con mèo này, được quá nhờ. Cặp mèo đấy rồi. Được đấy. Ok, thế này là tôi có thể giữ được cái chuỗi này rồi. Phải tận dụng những cái con 3 tiền. Có rất nhiều con 3 tiền có thể chơi được. Những cái con 3 tiền là những cái con gây đam chính ấy, anh em ạ. Ở trong cái giai đoạn mà từ round 8 đến round 16, 17 là những cái con 3 tiền này mà nó lên được 2 thì nó rất là cánh. Đấy. Thực ra chỉ cần 3 tiền mà lên 2 sao thì cũng không cần phải là có Celeji đâu. Không cần phải ghép được cái line up mà có cái bộ hay là có một cái tộc gì đấy mà nó mạnh đâu. Chỉ cần là có 2 sao thôi là nó đã mạnh rồi. Vốn dĩ là nó đã mạnh rồi. Đấy, ví dụ như là hai con mèo chẳng hạn, hai con mèo thôi. Đấy, hai con wing này cũng kinh này. Anh em có thể thấy đó, đấy anh em phải không? Được đấy chứ, được đấy chứ. Greater à, chỗ này có Greater. Nguyễn Bảo này chơi Greater này. Đó. Ấy à. Lại ra con mèo nữa này. Chơi cái gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết chơi cái gì. Vẫn chưa biết chơi cái gì anh em ạ. Dã man, bây giờ đã ôm cả tỷ con ở dưới bàn cờ này này. Đấy, ôm cả già luôn. Ôm rất nhiều thứ ở dưới này nhưng mà tôi vẫn chưa biết là tôi chơi gì. Thế chơi gì nhỉ? Chà. Hơi khó nghĩ ở đây. Chưa chốt được anh em ạ. Thế này tầm này vẫn chưa chốt được là chơi gì. Game này tôi ôm hơi nhiều. Chúng ta thường hay có cái khái niệm về xe ôm, về bia ôm, nhưng mà đây chắc là lần đầu tiên chúng ta có thêm khái niệm về game ôm. Dã man thật sự. Ui giời ơi, chưa biết là chơi gì ra thế này. Glacier. Ghép Blink. Có búa xét ở đây. Được. Chốt được cái búa xét. Cướp điên à? Ghép được cả hai. Ghép được cả cướp điên lẫn búa xét. Nhưng mà tôi vẫn ưu tiên cái búa xét. Tôi vẫn ưu tiên cái búa xét hơn. Có lẽ tôi sẽ lấy cái búa xét sớm. Đang có chuỗi. Phải chốt đồ sớm anh em ơi. Đó. Giờ có đồ thì chắc là bỏ berserker vào đó. Con wing thì giữ cái con wing nó có cái viên ma lăng thôi anh em ạ. Thôi được rồi, hai con berserker cũng được. Cùng là 3 tiền đấy mà.
cũng ba tiền những cái con Wing nó có cái viên ma lăng thì nó sẽ tung trưởng được sớm hơn. Đấy. Đấy, Berserker ông kinh ấy chứ, lém tung trưởng cái là cũng chết cả đàn luôn. Hay quá, cắt được chuỗi rồi anh em ơi. Có tiền. Mặc dù là ôm hơi nhiều, cầm tiền là xả tiền là hơi kinh, nhưng mà đấy anh em thấy không? Lại bây giờ lại có tiền rồi. Có chuỗi là sẽ có tiền thôi, không ngại. Rồi. Tôi nghĩ là ở level 7 à? Lên 8 nhỉ? Trời, vẫn chưa biết chơi gì anh em ạ. Vẫn chưa biết chơi gì. Chơi cái gì nhỉ? Mèo cũng ra này, ra cả cả Berserker thì bây giờ chơi cái gì? Từ từ đã để xem là chơi cái gì nhỉ? Kết hợp cái gì với cả con Berserker này cho nó hay, hay ho. Thực ra cái bộ Glacier thì nó quen quá rồi, tôi cũng không muốn chơi. Anh em có thể tìm ở những cái kênh khác, nó có cái con Berserker này kết hợp với Glacier khá nhiều. Để xem chơi cái gì nhỉ? Phải lấy một cái bộ gì đấy mà cái con Berserker này nó vẫn có thể làm co, nhưng mà nó đánh nó vẫn hay. Và phải tận dụng được cái Blink nữa anh em ạ. Bây giờ ghép Blink mà không lấy Glacier nó phí cái Blink. Thật. Bây giờ mới chơi 6 Glacier thì nó phí cái Blink lắm. Cái bộ này nó không cần cái Blink. Nó phải chơi một cái line up nào mà nó cần cái Blink cơ, để cho nó tận dụng nó đỡ phí. Từ từ đã xem nào. Đấy, mèo ra được 3 con rồi. Xem có ra tiếp không. Có khi chúng ta lại quay xe, chúng ta chơi mèo cũng lên. Búa xét thì vẫn dùng được, vẫn dùng được, không nói làm gì. Búa xét nói chung là nó là cái món đồ mà chơi được rất nhiều line up, có thể dùng cái búa xét. Đấy, những cái Blink thì nó cũng không phải là line up nào cũng dùng đâu. Có những line up mà không cần. Để xem nào. Lấy là cũng ra con già, có hai con già cặp mèo đấy. Hai con già rồi cặp mèo ở đây, cặp già. Ra cả Thunder Spirit rồi mà không mua ấy. Đây này. Mà thôi anh em ạ, bởi vì tôi chót lấy cái bố set nên là tôi, nếu mà tôi chuyển sang như này thì nó lại phí mất cái bố set. Còn không mà tôi có thể lấy cái Blink với cả cái huyết trượng thì ngon, thì chơi mết cũng được. Mà trận này thôi không chơi mết. Vẫn muốn hướng tới một cái bộ mà chơi con Berserker. Chơi cái gì nhỉ? Berserker bây giờ, Glacier, chơi Wario à? Wario thì hình như là vẫn chưa ra được mấy cái con quan trọng của bộ Wario là cái con Doom với cả con thuyền trưởng. Mà cũng chả cần thuyền trưởng với Doom, chỉ cần ra con gì nhỉ? Con đéo nhỉ? Con Aquaman. Đúng rồi. Vãi cứt là gấu 2 ạ, gấu Assassin 2 ạ. Mà vẫn đéo ăn được. Hay quá. Gấu Assassin 2. Gấu Assassin 2 đang chịu thua, vãi cứt thật. À đây rồi. Đây này. Ra comment rồi này. Chơi không? Chuyển sang chơi Wario à? Nhưng mà tự nhiên lại ra thêm con mèo nữa anh em ạ. Lại làm tôi coi như là khó xử ở cái đoạn này thôi. Trận này đúng kiểu game ôm rồi, game ôm rồi đấy. Game ôm. Trận này chưa biết, vẫn chưa, đang hoang mang, chưa biết chơi gì anh em ạ. Từ từ đã, xem nào. Lại ra mèo à? Insect mà kết hợp với cả con Berserker này có mạnh không? Nếu mà chơi Insect mà kết hợp Berserker. Thực ra thì tôi nói thật với anh em là tôi chơi cái đéo thì cũng thế thôi anh em ạ. Một khi mà đã vào tay tôi thì nó chỉ có top rồi. Tự tin quá nhỉ. Anh em, tôi đã bảo rồi, tôi có hào quang nhân vật chính rồi. Đây. Lại ra một linh tinh rồi đấy. Lại bắt đầu ra linh tinh rồi đấy. Chắc phải roll anh em ạ. Roll cái em nào. Ây à, có cả heo luôn à. Trời ơi, khó nghĩ quá. Vẫn chưa biết chơi gì anh em ơi. Chưa biết chơi gì luôn. Mẹ, vãi cứt thật. Lên 8 đã. Lên 8 đã. Chưa biết chơi gì anh em ạ. Lên 8 đã. Mẹ, ra cả heo, ra cả mèo. Đấy mà chưa có insect. Ờ đấy, lại ra là con Dominator này. Ủa,
quả này chơi kiểu 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 phân vân ý, nếu biết chơi gì ý, nếu biết chơi gì thật ý, ra kiểu bài bài nó kiểu nó nhiều thứ. Đấy, cái con Berserker nó vẫn chưa lên được 2 sao, mặc dù là chúng ta ra hai con từ rất sớm, thế thì cũng chưa biết là chơi gì. Đấy, vẫn đang trong quá trình mà phải tìm hiểu anh em ạ, chưa chốt được. Nhưng khả năng là cắt được thêm một lần chơi nữa không? Cắt được không? Cắt được không bạn ơi? Khỏe đấy, khỏe đấy bạn ơi. Cắt được thêm chuỗi lần nữa. Ui giời, được đấy. Xin nhá, xin nhá, xin nhá. Ê, thôi chết mẹ rồi. Bài này nó ra linh tinh quá anh em ơi, tôi không chốt được. Không lên được co 2 sao, khó chốt lắm. Lại ra thêm con Velom này, con này cũng phải mua, con này cũng không thể là không mua được. Velom nó cũng là một cái con co ở trong cái bộ Insect. Velom nó cũng là một con co ở trong cái bộ Insect. Bây giờ là nó là tổng hợp của rất nhiều line up ở trong cái bản cờ này rồi. Nó vừa có mèo, nó vừa có heo. Nó lại vừa có đỏ, nó vừa có Hunter, nó vừa có Warrior. Đấy. Nó lại vừa có Greater nữa, chưa chốt được. Vẫn phải thêm một vài round nữa thì mới chốt được anh em ạ. Bây giờ vẫn chưa chốt được. Cần thêm một vài round nữa để xác định bằng việc roll. Ui, Velom tiếp này. Insect rồi, roll cái nữa xem nào. Cái nữa. Ui, Greater. Ui, Wario. Vẫn phải roll anh em ạ, như này vẫn chưa biết. Ê trời ơi, cái này thì nó là cái gì đây? Ui ôi, thế này thì Greater rồi. Greater rồi anh em ơi, từ chốt nhanh, chốt nhanh, chốt nhanh. Hết mẹ rồi. Chốt nhanh, 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 chốt nhanh. Chốt nhanh, chốt nhanh. Rồi, may thế. Vẫn kịp anh em ạ. Vẫn kịp. Được. Rồi, tôi bắt đầu chốt ra được vấn đề rồi đấy. May quá nhở. Được, 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 được. Sẽ giữ được cái chuối. Tiếp tục roll anh em ơi. Chúng ta sẽ roll thêm. Cây này mua. Ui dồi ôi, cái này nó là Insect à. Velomancer đánh ở trong bộ Greater được không? Chơi mẹ luôn. Nhở. Velomancer cho bộ Greater cũng được. Thôi, đằng nào cũng chơi thì tôi chấp nhận chơi. Ra rồi thì chơi thôi. Giờ nó cũng gọi là 2 sao rồi, 2 sao 4 đô làm co. Được. Tạm thời anh em ạ, tạm. Rồi ok. Round này thằng nào gặp tôi sẽ bị đẩy rất nhiều này. Beat à? Beat với một cái con Fallen Witcher 2 sao không ăn thua bạn ơi. Ui giời, đẩy nhiều đấy. Đẩy nhiều đấy. Căng chưa, căng chưa. Lại ra Velom này. Đây là Velom ra nhiều đấy nhờ. Chính ra chơi Insect ngon nhá. Chơi Insect ngon. Velom ra nhiều này là chơi Insect được rồi. Thôi thôi, từ từ đã. Thế thì bán con mèo đi thôi anh em. Thế này là biết chơi gì rồi. Bán mèo đi. Chuyển Greater này. Có bộ Greater ở trong này rồi. Ok. Rồi chúng ta run thêm mấy cái nữa. Đây rồi. Thôi đúng rồi anh em ạ, Greater rồi. Thế này là Greater rồi. Form được cái bài 2 sao Greater ở đây. Chúng ta cần một con Unicorn nữa thôi là lên được con cây 3. Rồi. Run cái nữa. Ôi giời. Được đấy. Thôi anh em ạ. À, trận này biết chơi gì rồi nhá. Chốt này. Chốt là đội hình trận này nó sẽ là Berserker kết hợp với cả Greater. Được chưa? Berserker là một con chính. Ok bạn ơi, cây lên được 3 rồi này. Rồi. Hay quá. Thế này ổn rồi. Ổn rồi anh em ạ. Ghép cái giáp thép luôn. Nói chung là đồ bây giờ tôi sẽ phải ghép hết để tôi giữ chuỗi, chứ tôi không giữ bất cứ một cái món đồ nào hết. Kể cả đồ nó có không đẹp thì tôi vẫn cứ ghép thôi. Nó có sẽ có cái sức mạnh ở cái món đồ. Đấy, ví dụ như ở đây là lấy được cái cúp điên này. Lấy luôn. Lấy luôn cái cúp điên thôi anh em ạ. Ok. Round này gặp Beat à? Beat thì vẫn thắng được.
Beat này vẫn còn đang tham mấy con gấu. Vẫn tham con gấu, vẫn ăn được, yên tâm. Rồi, hay lắm. Càng ấy, càng ấy, càng ấy, càng ấy, càng ấy. Rồn 86 tiền để rồn. Quá ngon. Rồi. Một con Wing nữa. Cho xin một con Wing nữa nào. Hay quá, Dominator lên được 2 sao. Wing. Ra. Đấy rồi, ui rồi, được đấy. Được đấy, được đấy. Full 2 sao rồi này. Ok, đây rồi. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Trời ơi. Chuyện này liệu rằng là có 100% máu đến hết game không nhỉ? Tôi nghĩ là chắc là cũng không được đâu, khó. Khó lắm. Đây này, gặp thằng này mất mẹ chuối cũng lên. Có mất chuối không? Thằng này là có vẻ nguy hiểm này. Gấu Assassin là nó sẽ counter cái bộ Greater đấy. Nhưng mà rất là may mắn là cái con gấu Assassin nó đéo có blink. Ờ, hay quá. Vẫn giữ được chuối anh em ạ. Được. Rồi thôi, cứ giữ ở 8 luôn 3 sao thôi anh em nhá. Bộ này chơi ở 8 rồi. Greater thì cần gì lên 9 đến 10 đâu. Chơi ở 8 rồi rồi. Cái bộ Greater này thì cứ full 3 sao thì 8 chấp 10 thôi anh em. 8 con đánh với 10 con là bình thường mà. Đấy, ở 8 là được rồi. Chơi ở 8 là rồi. Chúng ta có 8 con 3 sao ở đây. Nếu mà lên được 8 con 3 sao, hoặc là có thể kiếm thêm một cái con Dominator sau lên 9, kẹp thêm Dominator 2 sao vào là được. Đấy, thế thôi. Còn lại là roll 3 sao thôi, chứ còn cũng không cần lên 10 đâu anh em ạ. Đủ bộ à? Đủ bộ chơi ở 8 à? Bài này chắc tôi nghĩ là cũng lên 9 thôi, nhưng cũng chẳng cần lên 10. Bởi vì bài này nó hơi đắt tiền một chút anh em ạ. Bình thường là chơi con ốc đúng không? Chơi con ốc làm co trứng à? Chơi con ốc hay là con Flame Wizard hay là con cung đen làm co thì những cái con đấy nó chỉ có 2 tiền thôi. Trận này tôi chơi con 3 tiền là tiền làm co nên là nó hơi tốn tiền một chút. Trận này tôi lấy toàn 3 tiền với 4 tiền đây này. 3 tiền là có tới 3 con 3 tiền ở trong cái trận đấu này. Trong đấy có Berserker làm co. Berserker làm co và con Wing Ranger cũng là cái con mà nó cũng gọi là 3 tiền mà làm co ở trong trận đấu này đấy, gây đam phép. Chúng ta có thêm gì nhỉ? Velomancer cũng 4 tiền. Thì thôi, Velomancer chắc là tôi nghĩ là cái con này nó cũng khá khó lên 3 sao. Ui anh em nhìn kìa. Đập kinh phết đấy nhở. Con Berserker lia dìu phát chết mẹ gần hết rồi. Kinh thật. Lia một phát chết gần hết luôn. Chính ra trưởng của con Berserker đam to chứ. Ấy à, thế này thiếu slot à? Đây, bảo mày thế. Rồi, đủ slot, đủ slot. Bán cái con The Saw đi là đủ. Ok. 50 tiền roll thôi, 50 tiền roll thôi. Các bạn cứ sang đây. Ui giời, Nguyễn Bảo cắm cọc bên này luôn à? Sang hẳn nhà tôi cắm cọc bên này luôn. Sợ thật. Thôi có cái gì đâu mà soi, khổ. Soi có ăn được không? Soi không ăn được cũng soi làm cái gì? Đúng không anh em? Soi là phải ăn được. Chứ còn sang soi không ăn được thì nó lại mang tiếng. Chỗ này mà lấy được thêm cái 2 tia nữa thì ngon này. Đấy, có nhiễn lẻ rồi, ngon. À, roll tiếp à. Chết rồi, lại đầy slot này. Không được rồi. Round này là từ từ đã anh em ạ. Cái con Velomancer tôi sẽ không có mua nữa. Rồi, round này có lẽ là chúng ta không kịp thời gian đâu. Chúng ta lóc lại đi. Round sau sẽ có một cái cú xả tiền rất mạnh nha anh em nhá. Round sau tôi sẽ xả tiền cực nhanh và cực mạnh. Phải kịp thời gian anh em ạ. Nó có cái cơ chế của nó là chúng ta ở trong cái round này này mà chúng ta không mua một cái con gì đấy, hoặc chúng ta không mua, hoặc chúng ta bỏ qua thì là cái round sau nó sẽ không quay trở lại nữa trong vòng 2 round. Đấy, nên là round này tôi nghĩ là lóc lại đi. Round sau tận dụng cái lợi thế nhiều tiền để chúng ta roll, chúng ta form đội hình 3 sao luôn nhá anh em nhá. Dựa vào cơ chế để form đội hình cho nhanh. Còn nếu mà trận này chúng ta khô máu thì dễ là toang lắm anh em ạ. Dễ toang lắm, không có đủ thời gian. Rồi, trận này xác định là roll hết tiền nhá anh em nhá. Round này xác định roll hết tiền, roll thật nhanh này. Đấy rồi. Chỉ mua những cái con cần mua thôi.
Về lo bỏ nhá. Thật là nhanh. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Đây rồi. Từ từ nha. Hết tiền luôn anh em ạ. Đây, 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 đây. Vẫn từ từ bình tĩnh. Còn một con nữa. Đây rồi. Hay quá. Thế là xong. Anh em thấy không? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Dựa vào cái cơ chế mẹ roll ra 3 sao luôn anh em ạ. Đã xác định roll là một phát là hết tiền luôn. Vẫn kịp thời gian anh em ơi, vẫn còn dư tới tận 25 giây. Kinh không? Đấy, tôi đã tính rồi. Nếu mà roll ở cái round trước ấy là nó sẽ toang, nó không kịp đâu anh em ạ. Là tôi đợi roll ở cái round này hợp lý luôn. Vừa lên được một con 3 sao mà vẫn có ở cái hàng chờ là vẫn là coi như là đủ để có chúng ta có thể tích bài được. Đấy con, thôi bây giờ nha, cái tầm này ấy, thì anh em biết rồi đấy, chúng ta lại tích 50 tiền, chúng ta lại roll tiếp. Đấy, tầm này lại giữ 50 tiền thôi. Ôi nhưng mà mẹ trông round này trông giống toang ấy nhở. Ê, alo alo, ui tôi chết rồi, tôi biết ngay mà. Mẹ, cái thằng này nó một phát rồi nó lên tới 85 tiền luôn ở level 9 kìa. Con mẹ chơi ảo ấy nhở. Chơi con gấu này nó counter quá. Gấu nó counter bộ creator anh em ạ. Chỉ có ụp lồng trúng vào con gấu thì may ra mới đỡ thôi. Bộ này của tôi nó không ăn được cái bộ của thằng Súng Lê anh em ạ. À, bây giờ mà có cách là để mà thắng cái thằng Súng Lê ở late game thì chỉ có người khác đấm hộ. Nguyễn Bảo soi mất chuỗi rồi bạn ơi. Làm gì mà chăm sóc kỹ thế. Mất chuỗi rồi vẫn sang soi ạ, dã man thật. Glacier 6 con này. Ui giời, ui đéo kịp làm gì luôn. Ụp lồng một phát cả bộ ở trong này thì chết rồi. Glacier thì bây giờ lại Greater lại ngon anh em ạ. Đấy, lại Glacier lại nhiều người chơi nhá. 6 Glacier nhiều người chơi thì chơi Greater ngon đấy anh em ơi. Greater là úp lồng là cái bọn này nó không stack cái tốc độ đánh được anh em ạ. Úp rất khéo luôn. Cái con TB nó đã blink xuống phía dưới rồi mà nó lại chui vào trong lồng. Ảo thật sự. Ảo thật sự đấy. Mà trận này đánh khá quá anh em ơi. Trận này tôi đánh giữ máu tốt, giữ chuỗi đầu game. Bọn nó sắp chết hết rồi kìa anh em cả. Đấy còn tôi vẫn còn nhởn nhơ lắm. Tôi vẫn còn 92 máu thì cứ nhởn nha mà roll thôi chứ còn bình tĩnh. Không có gì vội. Lại làm quả úp lồng như vừa nãy. Úp lồng xong đối thủ mặc dù đã không ở trong lồng nhưng mà tự chui vào lồng thì nó lại quá là tốt luôn. Thế thì nó lại gần như là chắc chắn là chúng ta có cái top 1 ở đây rồi. 6 Glacier không có cửa. Nguyễn Bảo chơi beat à? Chơi beat, ui rồi chơi beat mà bị úp lồng như thế này thì tôi nghĩ là cũng lại không có cửa rồi. Lại không có cửa rồi bạn ơi. Ui chồng nó gõ kìa. Chồng Berserker gõ đau ấy chứ. Wow. Berserker mà đi với cả cái bộ Greater này trông được đấy. Ui bay màu luôn này. Quýt luôn. Trước khi sau cục ấy nhở. Trước khi bay màu là quýt mẹ luôn rồi. Từ từ bình tĩnh, từ lấy giờ sang soi tôi mà soi nhiều thế mà quýt thì quýt nhanh đấy. Giờ quýt nhanh đấy. Chào tiếng không nào. Cục thật đấy. Quýt luôn, chào với nhau một câu thì có làm sao. Từ lấy giờ cứ sang soi cứ tưởng là quen. Có cứ tưởng là người quen, nhận ra người quen. Ai ngờ mày. Vừa qua đấm cái quýt luôn. Dã man thật sự. Trời ạ. Sao đối xử lạnh nhạt với tôi thế. Quá buồn. Nhưng mà vẫn phải cười thôi. Cuộc sống mà. Vui lên nhá, vui lên. Ra làm ván mới thôi. Ra làm nhanh mà anh em. Ra nhanh làm ván mới. Có gì đâu. Rồi. Sao nào. Bây giờ chúng ta còn 3 thằng. Trong đấy có một thằng hơi nguy hiểm. Đấy thằng Dũng Lê. Dũng Lê hơi nguy hiểm đấy nhá. Chơi gấu Assassin là nó clear cái bộ này là cực kỳ kinh khủng. Creator 2 con này. Rồi cho vào thay cho con Skull Hunter. Skull Hunter chưa lên được 3. Từ từ đã. Lấy cái giáp đi. Tôi sẽ lấy cái giáp. Trận này là phải có giáp đấy. Trận này cướp điên chưa cần. 3 tia chưa cần. Cần cái giáp hơn anh em ạ. Cái giáp này sẽ giúp cho tôi có khả năng chống chịu được cái con gấu Assassin. Chống cái việc là con gấu Assassin nó clear. Tạm thời chúng ta chuyển đồ cho con Aquaman anh em nhé. Aquaman 3 sao đánh nó khỏe hơn đấy.
3 sao, con này là 2 tiền, con Berserker 3 tiền mà, 2 tiền với 3 tiền. Trời ơi, cái con 3 tiền đấy mà, con 3 tiền, nói chung là anh em cũng biết, nếu mà anh em xem tôi đánh giá con Berserker là không cao. Mặc dù đam thì nó cũng được nhưng mà máu nó ít lắm anh em ạ. Đấy, như con gấu nó nhảy 2 lần là Berserker chết mẹ rồi còn đâu nữa. Đấy anh em thấy không? Đúng 2 lần nhảy thôi, Berserker chết rồi, không ăn thua anh em ạ. Để con Aquaman này còn có cửa đấm được này. Thôi lọt một con được. Để Aquaman ấy nó còn có cửa đấm được cái con gấu này nếu mà solo 1v1. Còn Berserker thì phải 3 sao cơ. Phải là 3 tiền 3 sao thì nó mới làm co được. Chứ còn 3 tiền mà 2 sao thì chịu rồi. Nếu mà con Berserker này nó lên 4 tiền ấy thì chỉ cần 2 sao thôi. Đấy, nhưng mà Berserker này là bây giờ là nó giảm tiền, nó chỉ còn 3 tiền thôi. Là cái lượng máu của nó giảm đi anh em ạ. Bình thường cái bọn 4 tiền ấy, máu mà nó thường là nó tầm khoảng 4.000 máu. Đấy, có con 4.000 máu, có con 3.800 thì chơi được. Còn ở cái dạng 3 tiền này toàn là 1.000 mấy máu thì làm sao mà chơi được. Máu ít quá, máu ít quá anh em ạ. Nói chung là máu bây giờ của con Berserker 2 sao thì nó không đủ để chơi co. Mặc dù là có đam đấy, nhưng mà sống được không thì nó lại, để mà gây đam được không thì nó lại cả vấn đề nhá. Thôi, từ từ đã. Ui ôi, nhìn kìa. Cỗ mà cái thần công mà bắn nhanh thế. Thế chịu rồi, chịu rồi, chịu rồi. Con này mà nó lé được thì con này mà nó lé được ra khỏi cái vòng thì tôi chịu, không ăn được. Ơ, cái thằng gấu assassin chết rồi kìa. Gấu assassin bị Exorcist giết à? À được. Thế thôi, round này roll nhiều anh em nhá. Roll này roll hết tiền luôn. Round này roll hết tiền luôn, ra đi, ra đi, ra đi. Một win nữa. Hai win, hai con win nữa. Berserker này. Ui, một con nữa. Úi dồi, thôi đập trúng luôn anh em ạ. Giải tán bớt cái hàng chờ đi. Được rồi, tạm thời thế này anh em ạ. Đâu xem nào. Vậy là còn một con Wing Ranger nữa, một con Berserker nữa thôi. Đây có một quả trứng, hai quả trứng vào đây. Đó, cho mỗi con một quả. Ok, chia đôi mỗi con 3 tiền một quả. Ui, sao thằng này trông đánh nhanh ấy nhở. Ăn được không? Ăn được không? Đéo ăn được này, con rồng nó tín thế. Ui, nó khạc hai phát chết con ạ. Khỏe đấy. Thế là solo với cả thằng Exorcist lên game. Đây rồi, Wing Ranger 3 sao này. Rồi, đập trứng luôn anh em ơi. Rồi, vậy là còn một con Berserker nữa thôi. Cuối cùng cái con Berserker ấy, nó lại là con lên được 3 sao cuối cùng mới đau chứ. Đúng là kiểu lừa luôn anh em ơi. Lừa vãi cứt. Rõ ràng cái trận này nhá, anh em cũng có thể thấy là tôi ra là con Berserker trước cả mấy cái con như là con Skull Hunter hay là cái con Aquaman cơ. Tôi ra đầu tiên luôn ấy là hai con Berserker. Thế mà đến bây giờ mẹ nó vẫn chưa lên được 3 sao. Lừa thật. Lừa thật đấy. Thôi chết rồi, úp lồng lên này thì ăn cứt rồi. Con rồng nó vẫn được đánh nhưng ăn cứt rồi. Được không, round này chắc vẫn thua nhưng mà mất ít máu hơn. Không, tôi nghĩ là cũng mất nhiều đấy chứ không ít đâu. Ui ôi, 9 máu ạ. Yên nhá, từ từ nhá. Con này chưa up cấp. À chưa up vội, chưa up lên 3 sao vội, từ từ. Con này bao giờ đẻ thêm được một con nữa rồi mới up. Anh em ạ. Thôi để hai con thôi. Hai con 2 sao mạnh hơn là một con 3 sao. Để đấy, từ từ đã, chưa hai con 2 sao, hai cái lồng. Hai cái lồng mà biến thành một cái lồng thì nó khác hẳn luôn đấy. Nó sẽ tăng được cái độ khống chế hơn cho mỗi cái round đấu. Chứ còn bây giờ mà úp vào một phát ấy, một cái lồng mà úp trượt một cái là ăn cứt luôn. Hai cái lồng này, nếu mà cái lồng đầu tiên nó có úp trượt cái con rồng ấy, thì vẫn còn cái lồng thứ hai anh em ạ. Thế nhá anh em nhá. Bây giờ nếu mà có ra thêm được một con Greater nữa ấy, con Dominator nữa thì tôi mới up cấp lên 3 sao thôi. Chứ còn tôi cũng chưa vội đâu. Đánh một con 3 sao, một con 2 sao cũng được. Rồi. À bây giờ luôn lốt con Berserker. À đây rồi. Úi giời ơi, được quá. Ui giời, thế thì được rồi. Hút máu trừ giáp. Chính xác, chuyển đồ cho Berserker thôi anh em ơi. Được thế nhở, Berserker gánh này. Ra đúng đấy, ra đúng lúc đấy, ra đúng lúc đấy, đang cần đấy anh em ạ. Nhưng mà nó cũng là gọi là bị muộn đấy.
Mẹ rao 36 rồi mới ra, roll ở 8 đây anh em. Rao 36 mới lên được 3 sao, gần hết game rồi. Nhưng mà bây giờ tao đứng ở bên này cơ. Ồ, như nào đây? Anh à, đấm đau ấy chứ. Đấm đau đấy chứ, úp lồng chúng rồi kìa. Thế thì cậu xác định luôn cậu ơi, rao này cũng bị đẩy nhiều. Anh à, đau. Bao nhiêu máu đây? Con rồng nó clear cũng tốt đấy. Nhưng mà, úi xời, 20 máu, 18 máu. Ồ, được chưa bạn ơi, được chưa bạn ơi. Sợ chưa, một rao nữa là đi rồi này. Ui, một rao này là nó đi rồi. Anh à, đảo kinh đấy. Nhưng bạn ơi, bây giờ tớ đảo rao cuối cơ. Thế này, tí lừa cho sang bên kia anh em ạ. 16 máu gì. Lên nhớ là cái rao trước cậu bị đẩy 18 máu. Chỉ cần hai cái lông úp được thôi là cậu ra đi thôi. Ào. Sang luôn. Ôi giời ơi, chết rồi. Đúng đấy đi. Ui, úp lồng trượt quả đầu tiên, lồng thứ hai là trúng. Anh em thấy không, hai cái lồng nó ok hơn nhiều. Được chưa. Lần này đi cậu đi chưa, 16 máu thì đi rồi. Đi chưa, à nó vẫn clear được anh em ạ. Chắc là chưa chết. Úi giời, vẫn còn hai máu. Được, thế là bạn vẫn còn sống ở đây. Thêm một round nữa, vẫn đeo đến được round 40 đâu. Trong khi đấy tôi đã up lên 9. Rồi ôi, bây giờ tôi có 9 con. Thực ra 8 con đã đánh được với 10 con rồi, thì bây giờ lên 9 con, thêm được một con này thực ra cũng chẳng có ý nghĩa lắm, tôi nói thật. Up lên 9 chỉ là nó vui thôi, chứ còn cho thêm mấy con dơ so này có tác dụng đéo ở đâu. Đằng nào cũng chết anh em ạ. Thôi để tôi để cho con dơ so này nó sẽ bị tránh cái việc là bị bắt bởi cái con ảo ảnh anh em nhá. Cho nó bị giết luôn. Ảo ảnh nó bắt cho thí cái con này, thí cái con dơ so. Ok, úi rồi, úp lồng là hai quả đều rất là ngon luôn. Thế thì cậu đi rồi, ôi rồi, một cái đường kẻ chỉ rất đẹp đến vị trí của Wing Ranger. Và bây giờ còn nhiều lắm, cơ lý hộ cái. Ui giời ơi. Làm gì có cửa. Được đấy, Berserker mẹ 10.000 đam, nhưng mà chủ yếu là đam phép anh em ạ. Chủ yếu là đam phép thôi chứ không phải là đam đánh tay. Ai à, thế cái con này nó lại đam phép lại khỏe à. Cũng được cái nhờ anh em nhờ. Cũng được cái chứ. Và tôi đã nói rồi, hào quang nhân vật chính anh em ạ. Anh em cũng biết rồi đấy. Kể cả là tôi có cầm cái con 1 tiền ấy, thì tôi cũng vẫn chiến thắng thôi. 1 tiền làm co vẫn còn thắng, thì làm sao mà có cái cửa 3 tiền mà nó lại thua được, đúng không anh em? Đấy, còn anh em mà chưa biết 1 tiền nó khỏe như thế nào thì anh em có thể chọn clip bên trái anh em nhá. Và anh em có thể chọn clip bên phải để xem cái trận đấu dài nhất trong lịch sử Auto Chess anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.